Chào mừng các con đến với bữa tiệc ngày hôm nay. Và bữa tiệc ngày hôm nay là để má chúc mừng cho con gái hồng mẫu đơn của má một bước trở thành một con phượng hoàng trong làng kỹ nữa. Ý, lần này nha, con hồng mẫu đơn nó chiến thắng với mấy con bên Vui Xuân Phường á. Em hả dạ dễ sợ vậy đó. Mấy lần em qua ha, bên bển em chơi á, chị biết không, nó kênh kênh cái mặt nó lên. Trời ơi, cái nư của em á chị, là em lấy được cuốn cách tán thẳng vô trong hồng nó á. Mà em sợ nó nói em là còn cốt cách đàn ông, cho nên thôi, em tém tém cái nết em lự. Lần này con hồng mẫu đơn á mà nó chiến thắng ở bên đó nha, nó bước lên á, ôi đất ơi, mấy cái con ở bên nó gớt đợp 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 giống như là mình cầm cái đây, mình cầm súng và mình đá con chim trên trời vậy chị. Thì bởi mới nói má không có nhìn lầm người, con á đúng là một cái thiên thần hộ mệnh cho má, đúng là con là cái người đưa La Quế Vườn lên một tầm cao mới con à. Thì đó, chỉ có mọi người ở đây lầm chị thôi chứ chị sao lầm mọi người được. Còn thì đó, ý em nói là lý là khen chị tốt đấy chứ có nói gì đâu. Thôi ngày vui mà. Con cảm ơn má. Cảm ơn Điệp Liên Tú, cảm ơn mọi người đã tin tưởng để cho hồng mẫu đơn có ngày hôm nay. Thôi, bây giờ mình cùng nâng ly chúc mừng. Đúng rồi. Chúc cho La Quế Vườn ngày càng phát triển mạnh hơn nha. Chúc cho các cô gái xinh đẹp của chúng ta luôn luôn xinh đẹp. Bữa nay nó to lên thêm được một tí nữa rồi nè. Nhiều lấy được xíu đúng không? Nhưng mà hành lắm, nghén mệt chết thôi. Còn hư lắm đi thôi. Nếu như mà tao vẫn còn thì tụi nhỏ cũng có anh có em cho vui rồi. Thôi, chuyện qua rồi, đừng nghĩ nữa ha. Con Quế đâu rồi? Con Quế đâu tụi bay? Tụi bay có thấy con Quế đâu không? Con Quế đâu rồi? Con Quế. Dạ. Mày vô lẹ con Tú. Dạ. Quế, tại sao mày đối xử với tao vậy hả Quế? Con làm gì đâu má. Mày làm như là mày vô tội, mày không biết chuyện gì xảy ra hết hả? Vậy thì mày nói đi. Cái thai là của thằng nào? Nói. Má ơi, con sai rồi. Con sai rồi má ơi, má tha lỗi cho con. Mày biết mày sai. Mày biết luật mà mày vẫn phạm luật. Mày phải nhớ trong đầu của mày, một khi làm nỉ là không có quyền có bầu nghe con. Con biết con sai rồi má ơi. Má thôi được rồi, không sao, má tha cho mày. Nhưng mà cái bầu á là phải bỏ đi phá cái thành cho tao. Má, má đừng có tư phá mà. Con của con nó không có lỗi gì hết. Mày đi với tao, nghe tao nói cho đi. Con đi đi nè. Má, đi. Má. Kim bài đệ nhất, con muốn dùng nó để cứu đứa bé của Quế. Trời ơi, chị ơi, thiệt á, sao mà chị ác nhân thất đức dễ sợ luôn á. Nhờ con này có bầu á hả, con hồng mẫu đơn nó mới đi thi được, nó mới đem chiến thắng gì cho bà, rồi hả nó đem vinh quang gì cho bà. Ai hưởng? Bà hưởng, phải không? Tiền vô tay ai? Vô tay bà á. Bởi vợ thằng nhỏ có bầu chút xíu mà chuyện có gì đâu kêu phá. Trời đất ơi, sống gì mà không có đạo đức gì trơn trọi. Tôi thiệt, tôi không phải em bà, tôi quánh bà rồi, tôi nói thiệt với bà vậy đó. Đạo đức gì mà không có gì trơn trọi. Ê Tú. Gì? Hôm nay chị mới thấy mày có dấp dáng của má chị á Tú. Mày làm tôi nhớ má tôi ghê luôn á. Thì ý là tôi là muốn tốt cho bà đó chứ. Ăn gì tao cúng. Ăn cái gì? Nghiệm vừa phải thôi. Biết rồi mày. Con, cho má mượn cái kim bài đi con. Cái này là kim bài. Chị, tiền cho tôi mình. Đạo đức. Con, nếu mà con muốn dùng cái kim bài này để cứu mẹ con nó thì đơn giản thôi. Sao má dám cãi được đúng không nè. Má thay cho con đi mẹ. Được rồi, nín giấc. Má không là, má không bắt bỏ cái thai nữa. Bình tĩnh nè. Rồi ngồi lên. Đó. Anh hưởng thai. Ngồi. Má thay cho con thử má. Thiệt. Con cảm ơn má, con đội ơn má. Thôi nè, không có xúc động. Xúc động em bé buồn. Yên tâm nha. Nhưng mà má nói, má thương là thương nhưng luật luôn luôn là luật. Má mà hiền quá, tụi nhỏ nó đâu có coi má ra cái gì. Thôi kể từ ngày mai, con đừng có tiếp khách nữa. Mà lùi về sau á, chịu khó giặt giũ giúp đỡ. Thôi coi như là người hầu của mấy chị em cũng được. Đợi khi nào sanh em bé xong rồi tính tiếp nghe con.
Con đổi ơn má. Con đổi ơn má. Không có sao. À, nếu mà đẻ con gái á thì tiếp tục cái nghiệp của con nghe. Mà nếu như đẻ con trai thì à luôn chị. Thì nó kế nghiệp mày. Em mừng, vậy là có người nối nghiệp em rồi. Vậy nha. Đi mày. Đi chị, đi vô tụng kinh sám hối chị ơi. Tôi cảm ơn mày. Tôi cảm ơn mày nhiều lắm. Không có gì đâu. Wow. Đã lâu không gặp. Đệ nhất kỹ nữ đây sao? Không ngờ từ ngày anh bỏ em, em lên. Em không định báo đáp công ơn cho anh à? Vậy em muốn tôi báo đáp anh bằng cách nào? Cái thứ làm gái như em thì còn làm gì khác ngoài lên giường với đàn ông? Nhưng tôi không thích lên giường với anh. Sao? Em nói gì anh nghe không rõ. Làm gái mà chảnh. Em muốn bao nhiêu tiền anh sẽ cho em. Buông ra. Tính làm loạn ở đây hả? Làm loạn? Tao thích tới rồi sao? Cái gì mà thằng Gia Bảo này muốn là phải có. Mày đừng quên, mày vẫn còn là vợ của tao. Ông già của mày đã bán mày cho tao rồi. Mày nhớ không? Cái mạng của mày là của tao. Tao muốn mày sống là mày sống. Tao muốn mày chết là mày chết. Mày hiểu không? Cho nên đừng có chống cự với tao. Hay là mày muốn tao đưa mày theo thằng Lâm? Nhớ người tình lắm đúng không? À! Mày nghe mày, dám đánh tao hả con chó? Bình tĩnh con Bảo. Đêm nay cô ấy đã có người bao rồi. Bao con mẹ mày. Tụi mày biết tao là ai không? Đứa nào cản tao bắn dở sọ. Đứa nào dám bao? Ở đây đứa nào dám bao? Đứa nào dám giành gái với Gia Bảo này? Thằng đó chán sống rồi hả? Tôi biết nhưng mà luật của Lan với Phương. Con mẹ mày. Ở đây tao là luật nè. Thằng nào dám giành gái với tao? Thằng đó chán sống rồi hả? Người bao tôi hôm nay là thái tử đó. Anh có giỏi thì làm gì đi. Hồng ơi là Hồng. Sao cuộc đời em chỉ biết giữa hơi người khác thôi với em. Ngày xưa em giữa hơi thằng Lâm. Mà nó chết rồi. Anh tiếc quá. Còn bây giờ em đem thái tử ra khè anh hả? Anh nói như vậy không sợ đến tay của thái tử hả? Ồ, sợ quá. Sợ quá sợ. Thằng thái tử nó cũng chỉ là thằng công tử bột ăn bám ba mẹ nó thôi. Nói cho em biết, bây giờ nó ở đây thì anh cũng đập chết mẹ nó. Em hiểu không? Mày nói gì? Tao nói gì kệ tao. Mà nãy giờ cái miệng chó của mày nói cái gì thì tao cũng đã nghe rồi. Một là mày quỳ xuống xin tao tha tội. Còn hai là đám đàn em của tao sẽ mang xác mày đem ra khỏi đây. Bình thường anh thích bắt người ta quỳ xuống lắm mà. Bây giờ thử quỳ một lần cho biết cảm giác. Ai để tới lượt con điếm như mày nói chuyện. Mày đừng ép tao. Quỳ xuống. Quỳ. Chuẩn bị coi thiếu gia Gia Bảo quỳ xuống nè. Bình thường ghê gớm lắm mà sao bữa nay nhục nhã dữ như trời. Con của cục trưởng bữa nay làm mất mặt ghê. Tôi sợ mẹ thằng chó.
Nói với tụi nhỏ là tối nay chuẩn bị cho anh một phòng, để anh với đệ nhất kỹ nữ hưởng dọn cái đêm dài. Cái thai này của anh đúng không? Liên quan gì đến anh? Bao lâu rồi? Nó có từ ngày hôm đó đúng không? Cô hãy là của tôi! Bụi tôi ra! Những gì cụ gia này muốn thì phải có cho bằng được! Vậy mà cô nói không phải của tôi hả? Nhưng tôi không muốn con tôi có một người cha khốn nạn như anh. Đồ lừa thầy phản bạn, đồ bỏ mặt anh em. Tôi không cần biết. Nếu nó là con của tôi thì nó phải đi theo tôi. Anh lấy tư cách gì mà bắt con tôi đi theo anh? Nếu mà anh làm loạn nữa, tôi phá nó đó. Tại sao cô cố chấp quá vậy? Tôi đang làm tất cả chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Nhưng tôi không cần những điều đó. Còn tôi, nó cũng không cần một người cha khốn nạn như anh đâu. Anh đang làm tất cả mọi chuyện chỉ muốn tốt cho mẹ con của em. Với địa vị của anh bây giờ, anh dư sức làm điều đó. Mắc mớ gì phải làm những cái công việc cực khổ ở một nơi thối nát như thế này. Nhưng tôi không cần. Tôi thà sống ở đây còn hơn đi theo cái đồ cầm thú như anh. Còn tôi, nó có mẹ là đủ rồi. Em suy nghĩ thật kỹ đi. Dù sao anh cũng là cha của đứa bé. Anh chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Một là em đi theo anh để sống một cuộc sống sung sướng. Còn hai, mẹ con cô tự sinh tự diệt. Anh biết câu trả lời rồi đó. Vậy thì từ nay đường ai nấy đi. Anh biết hôm nay em sẽ tới đây mà. Anh Dũng, anh về đây hồi nào vậy? Anh mới về. Anh về đây để tìm em á. Em khỏe không? Ừ, em khỏe. Anh đã biết hết chuyện của Lâm rồi. Chia buồn cùng em. Cuộc sống của em trong Lâm với Phượng như thế nào? Anh biết tất cả mọi chuyện rồi hả? Em chịu nhiều cực khổ rồi. Anh không muốn em chịu cực khổ nữa. Anh về đây là vì em đó. Từ giờ anh sẽ lo cho em. Về chung nhà với anh nha. Anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Anh Dũng à, em rất là cảm kích cái lời đề nghị này của anh. Nhưng mà chắc là em không thể chấp nhận được. Tại sao vậy? Anh cố gắng tất cả chỉ vì em thôi mà. Lỗi không phải là của anh, tại vì em không xứng đáng thôi. Tại sao mà không xứng đáng? Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực của anh, tất cả là vì em. Em xin lỗi. Không, anh sẽ luôn đợi em.
Một thời gian sau, Hường Mama mắc bệnh nan y và qua đời. Điệp Liên Tú cũng vì thế rời Lan Quế Phường. Nhưng được sự tín nhiệm từ chị em, Hồng Mẫu Đơn được đưa lên làm Mama quản lý Lan Quế Phường. Vốn dĩ là người thích sự yên bình, Hồng Mẫu Đơn đã quyết định nhường lại chức vị Mama cho Quế. Làm gì mà mặt mày u sầu não vậy? Ăn trái cây đi. Có gì đâu. Chắc là mấy bữa nay thay đổi thời tiết cho nên là bệnh nhẹ thôi. Tí nữa để tao kêu bà Tú nấu miếng thuốc bổ uống là hết à. Tao cho bà Tú nghỉ rồi. Sao vậy? Sao tự nhiên cho nghỉ? Thì bà ấy đi theo tiếng gọi con tim rồi. Ai rồi cũng phải đi tìm hạnh phúc của mình mà. Rồi ai ở đây chăm đạo? À, Văn Mít. Dạ. Em ra đây chị Bảo. Dạ, em chào chị. Trời ơi, mày đã biết rõ cái vị trí này là không có cho đàn ông làm mà. Trời chị, chị nói gì vậy chị? Chị nói vậy là chị xúc phạm em á. Chị đụng xuống lòng tự ái của em đó chị. Bữa nay em tới đem thử việc á, là em cố tình mặc một chiếc áo da đeo như vậy rồi. Chị không nhận em là ai sao? Mà chị nói gì vậy? Gì mà đàn ông đây chị? À, không phải đàn ông mà là công chúa bong bóng. Dạ, chị nói gì em chịu. Em nói em tên gì? Dạ, em tên Mít, Văn Mít. Mít nghĩ là mình có đảm nhiệm được cái vị trí này không? Trời ơi. Khoan đã, em có thấy phụ nữ cởi truồng bao giờ chưa? Trời ơi, em tưởng thử việc gì khó lắm. Trời ơi, ba cái chuyện đó trúng tủ với em nha chị nha. Nha, em không những thấy mà em còn sờ nữa kìa chị. Mấy nhỏ trong xóm em á, em thử qua hết. Bây giờ nha, chỉ cần mượn gái nước ngang thôi, em hửi cái thôi chị, là em biết là hàng nào ngon, hàng nào dạt liền. Thôi được rồi, thế thôi từ nay cứ ở đây chăm đầu với chị. Chị, thiệt hả chị? Dạ em cảm ơn hai chị. Nhưng mà khoan, cái tên Văn Mít của em có phá nguyên cái đội hình Lan Quế Phường của chị rồi. Nó bị huê mùa phải không chị? Huê mùa. Nghe nam tính quá. Từ nay phải gọi em là Miss Tố Nữ. Ok không? Trời ơi, em thích quá à. Miss Tố Nữ hả chị? Trời ơi, cái tên đẹp dễ sợ luôn á chị. Em mê dễ sợ luôn chị hả? Vậy là từ nay sắp tới là mọi người phải gọi em là Miss Tố Nữ phải không chị? Trời ơi, em cảm ơn chị, cảm ơn chị nha. Em ra sau đi. Dạ dạ, vậy để em ra sau em dọn dẹp đồ nha chị. Dạ. Cũng dễ thương. Để thử việc xem như thế nào. Ê, Hồng, mày sao vậy? Đừng nói với tao là mày... Trời đất ơi! Của ai? Thái Tử hả? Trời ơi! Vậy thì tốt quá rồi. Phải đi báo cho Thái Tử biết. Làm vợ của Thái Tử thì sẽ không bao giờ thiệt thòi rồi. Đúng không? Chắc là tao sẽ không có làm vậy đâu. Ủa, sao vậy? Thì mày biết mà, tao ở trong môi trường này cũng đã chịu đau khổ nhiều rồi. Tao không muốn con của tao phải sống trong một môi trường như vậy giống tao nữa. Tao muốn nó có tương lai tốt hơn. Tao hiểu. Rồi mày phải tính như thế nào? Cảm ơn mày. Cảm ơn cái gì chứ? Ta mới là người cảm ơn mày mới đúng. Cũng nhờ có mày mà ta mới có được như ngày hôm nay. Ra ngoài rồi á thì làm lại cuộc sống mới. Chăm sóc đứa bé thật tốt. Đừng để nó phải khổ cho chị em mình nha. Tao biết rồi. Mày ở lại cũng giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào rảnh tao sẽ về đây thăm mày với cu Đăng. Trời, quay lại đây làm cái gì?
Khi nào mà nhớ quá thì tao đưa thằng Đăng về thăm mày. Đã rời khỏi đây rồi á thì đừng có quay đầu lại. Sống thật tốt nha. Mày cũng sống thật tốt nha. Anh Dũng tới rồi kìa. Đi đi. Đi đi. À đi nha. Và kể từ đó, chức danh hồng mẫu đơn, đệ nhất kỹ nữ của Lan Quế Phường cũng không còn mấy ai nhớ tới nữa. Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời của tôi. Và vài ngày nữa thôi, tôi sẽ được chào đón thiên thần của mình. Em thấy sao rồi? Cũng vẫn khỏe mà. Anh con đạp nè, anh nghe nè. Anh thấy không? Sắp tới ngày sinh rồi, em muốn đặt tên con là gì? Em, anh nói nghe nè. Mai mốt mình qua chỗ ở mới, anh sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền. Anh sẽ không để em phải khổ đâu. Rồi mình sẽ xây dựng gia đình nhỏ của mình. Rồi mình có con nữa. Nếu con trai thì mình đặt là Kỳ Phong, còn nếu con gái thì mình đặt là Kỳ Thư. Nếu là con trai thì đặt tên là Kỳ Phong, còn nếu là con gái thì đặt tên là Kỳ Thư. Tên đẹp quá. Gì bác sĩ? Là bé gái. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bác sĩ ơi, bây giờ em vô em thăm vợ em được rồi đúng không bác sĩ? Khoan đã, anh cứ từ từ bình tĩnh. Trong quá trình sinh nở, thai phụ sinh khó bị băng huyết, không có cầm máu được, nên chúng tôi rất tiếc. Anh chuẩn bị tâm lý vì cô ấy không có còn nhiều thời gian nữa đâu. Chúng tôi xin lỗi. Nếu có yêu một ai, xin hãy nhớ rằng biết lắng nghe và luôn dành trọn vẹn hết con tim yêu, không hối tiếc. Nếu có yêu một ai, xin hãy nhẫn nại, nên cái tôi dù cho ai sai đúng, chỉ cần là một cái ôm xóa dịu đi tất cả tổn thương. Thời gian lấy mất khoảnh khắc yêu đau, từng có hạnh phúc sẽ lấn đớn đau. Cuộc sống chỉ muốn ở mãi bên nhau, trân trọng nhau từng giờ từng phút. Nếu quá khứ có buồn, chỉ xin anh đừng chút vào hết cho người. Đâu? Tụi mày tính chạy đi đâu? Mày muốn đụng tới Hồng? Mày bước qua xác tao rồi đã. Thì sẽ mãi mãi khác yêu thương, từng có hạnh phúc sau lần đơn đơn.
Anh Lâm, anh đợi em có lâu không? Sau khi Thư Kỳ giành chiến thắng ở đại hội đệ nhất kỹ nữ, cô đã được diện kiến lão đại và biết về mẹ của mình. Lan Quế Phương cũng có nhiều sự thay đổi tốt hơn. Thư Kỳ nhưng lại chức ba ma của Lan Quế Phương cho thu dẫm, chuyển sang ở nhà lão đại để ở. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những câu chuyện của Lan Quế Phương. Thư Kỳ, nhớ lời chế dặn nha. Qua bên đó ráng giữ gìn sức khỏe, ở bên đó không có ai đâu, thành ra sống cho tốt vô. Nè, qua đó mà có ai ăn hiếp á thì về đây. Tao thì tao không có ra mặt được giùm mày rồi đó, nhưng mà ít ra có chị có em, còn có chỗ dựa tinh thần. Tao tôn trọng quyết định của mày. Mày phải sống cho thật hạnh phúc nha, đừng để mình phải hối hận. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em biết rồi, em sẽ giữ gìn sức khỏe. Nhưng mà mọi người đừng có buồn như vậy, khi nào rảnh thì tất nhiên em sẽ quay lại đây để thăm mọi người nữa mà. Yên tâm ha. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe nha. Cố lên. Khi nào em trả được thù, em sẽ quay về. Đến lúc đó, hy vọng anh vẫn sẽ còn đợi em.